Tao. Đó. Thế mày. À cháu Hoạch. Đấy chị ơi. Ừ. Bà gọi xin nhớ không? Ai xin. Ngon á. Đâu vào cái đây cả đi bé thêm. Cái đây sắp 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 chị nha. Chị bây giờ hôm bữa cái chị mấy. Hôm nay ăn cục cồ nè. Còn có thằng nó ăn á chứ. Cầm đây mà lại bữa nó quen chứ. Đúng cái này chứ. Đấy bữa cái đó bắt đầu sạc lên nó muỗng là mình đọt. À nó nằm cái nhỏ đè phê. Bà gọi xin nhớ không? Thấy chưa? Biết rõ không? À. Cái này hôm bữa nó chịu mấy. Rồi bây giờ mình sẽ bắt mấy con chim này xuống mình quay cho các bạn xem nha các bạn. À, bà con nó vẫn còn nằm đây. Các bạn xem nha. À. Wow. Con. Các bạn ơi. Đây. Wow, đẹp không? Ha. Hai con. Xem con này các bạn. Đẹp không? Dậu dậu đó, con này các bạn nó bay được rồi nè, ba chập chập được rồi các bạn thấy không, ba chập chập được rồi thấy không, đẹp không đó. Chim này có 2 ngày nữa là nó chuyền thôi các bạn, 2 ngày nữa nó chuyền thôi, ba con đẹp không. Chim này gọi là chim cháu Hoạch đấy các bạn ơi. À, wow. Mình thấy đẹp không? À, mình mở nó xuống đây nha các bạn. Con này nó tấn không? À. Con nó giọt không? Con nó biết nha các bạn, giọt. Ở quê mình ta ít cái nuôi chim cháu Hoạch lắm các bạn. Cháu Hoạch ít cái nuôi. Đó. Cháu Hoạch ít cái nuôi nha các bạn. Ba con. Hai đứa mà. Dạ. Kêu quá các bạn. Kêu đã. Ở quê mình nó không, người ta không có bón sao cột cồ nghe các bạn. Có bón dế vậy chứ. Nay mình nuôi con này mà mình cho ăn cốm mà mình tập cho ăn cốm thì cũng được các bạn, nhưng mà nó khó sống lắm. Không ăn nó chết tội nghiệp các bạn. Thôi mình chỉ quay cho các bạn xem thôi. Ủa, ba con đẹp quá. Rất là đẹp nha các bạn. Như các bạn ở thành phố thì có bón nha các bạn. Nè, đẹp không? Oh. Bài, bài, bài. Bay được rồi các bạn. Bay quá trời luôn. Ồ mang chim mẹ nó kêu quá các bạn. Mang chim mẹ nó quằn quá trời luôn. Mình không muốn nhớ thôi cho mình nhớ chim mẹ được các bạn. Bởi mang chim con vô cái lòng là nhớ chim mẹ thôi. Còn ai sao? Quá trời, tấn quá trời luôn, tấn mình bác không kẹp luôn các bạn. Quá. Tấn đi quá trời luôn các bạn. À, để nó nghe mẹ nó kêu các bạn. Nghe mẹ nó kêu nó tấn.
Để mình cầm hai con đây. Nghe mẹ nó kêu nó tấn theo mẹ nó nghe các bạn. À, đẹp không? Tấn. Wow. Rồi để coi chân nó có hai chân. Để có mấy ngón đây. 1 2 1 2 3 coi. 4 ngón này các bạn. Ok. Hay không kịp đã. Mình nhỏ nhỏ mình kêu đã các bạn. Chắc là đẹp nha các bạn. À, cái đuôi nó còn ngắn nha. Con này mai là nó chuyền được rồi các bạn ơi. Mai là chuyền thôi. Chiều mai là chuyền thôi. Không có chạy đâu cho thoát. Chiều mai là chuyền thôi. Còn thấy mấy chim mẹ nữa không? Chim mẹ nó. Chim mẹ nó quặn không? Đang quá trời luôn quặn. Mình quay chim mẹ cho các bạn xem nè. Đó, đạo lên cái cây nữa không? Ồ, hai con. Đây các bạn ơi. Đó, chim mẹ đó các bạn. Đó thấy không? Xà bác con nó nghe các bạn. Wow, con nó bay kìa. Còn thấy nó bay không? Nó bay rồi đó thấy không? Kêu đó không? Chim này nó lòm mà cây nhỏ rất là thấp nghe các bạn. À, nó hạng nó đó sao nó hạng các bạn ơi. À, đó nó hạng đây không. À. Chim rất là đẹp nha các bạn. Rất là dễ thương nha. Con nó bay về kia nó đào đó. Đây, chim mẹ nó bay quằn quằn đây miết thôi. Đây. Chim rất là đẹp nha các bạn. Cho quạch rất là đẹp nha. Quạch nha, ăn cù cô các bạn. Ăn cù cô nha.
Câu cháo rồi nè. Sao rồi đó nó cũng ăn nha các bạn. Đây, đây. Đầu tay đây luôn. Đầu tay đây. Anh bé con kia luôn. Bỏ lên đảo cho nó đẹp. Đây. Nghe luôn. Còn thấy đẹp ha. Ba con. Hồi nãy nó bay tôm tôm nha bạn. Mẹ nó kêu các bọn nó bay tôm tôm hết. À bây giờ nó mẹ nó bay hơi xa xa ra kia rồi. À thì nó. Thôi mẹ nó quăng nó quăng. Mẹ nó quăng đi. Đó, đạo bên cây đó các bạn thấy không? Đó 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 đó. Đó đạo bên cây đó các bạn đó. Mẹ nó các bạn đó bay nữa. Đó. Kêu cho mẹ nó tái đó các bạn. Làm coi sao cho nó ăn các bạn. Coi sao cô cô cho nó ăn được. Sao cô cô dễ rồi các bạn. Chim này nó cũng giống như chim ri nha các bạn. Nhưng mà nó không phải chim ri. Chim ri nó ăn gỗ. Chim này chim cháu quạch. Còn chim mẹ nó loạn miết các bạn. Đó, nó đạo đấy không. Đó. Đó, các bạn thấy không. Chim mẹ nó đạo không. Đạo có nhánh này. Đó. Đó các bạn. Đây, bà con đây. Ngày mai nữa là chuyện biết bay, chuyện thấy gì đâu. Đây các bạn, nó ỉa cất đang đen nha các bạn. Nè, ăn ỉa cất đang đen nè. Có thể thêm nghĩ nó cũng ăn trái cây nè các bạn. Có thể nó cũng ăn trái cây cũng có. Trái này trái kia cũng có. Đó. Mẹ nó nuôi rất là giỏi nha bạn. Ba con nuôi rất là giỏi nha. Kêu mới mà nó biết kêu rồi các bạn ha. Ha. Đuôi tư mà nó biết kêu rồi ha. Con này đó này hoa hạng miếng này các bạn. Con nước đói vậy các bạn ơi. Để mình cho nó xíu nước uống nha. Cho nó xíu nước uống nha bạn. Cho nên xin ông miếng uống này. Đảo quanh lại nha, chụp bộ hình nha. Đây, còn, ô, chim mẹ kia nè. Đó, chim mẹ tấn tấn đó, cạnh đó. Rồi xuống đây. Xuống đây đi. Đây. Các bạn ơi. Đó. Thả nó xuống rồi đó các bạn.
Bây giờ mình sẽ bét, mình bỏ nó lên lại nha các bạn. Mình bét, mình bỏ nó lên nhà nha các bạn ơi. Bỏ vô cái tủ nó nha các bạn. Đây, bỏ vô tủ lại đây các bạn. Rồi, vô đây. Rồi, một con. Đây, bét một con nữa, hai con. Bỏ vô cho nó để nó chiền các bạn ơi. À, mình cũng thấy đẹp, ưng nuôi nhưng mà nó. Đó, ba con. Bỏ vô. Đó, các bạn. À, rồi bỏ nó lại nha các bạn, để cho nó chiền nha, nó đi với mẹ nó nghe các bạn. Rồi mấy con chim mẹ nó mất rồi. Rồi chim mẹ kia các bạn, chim mẹ nó đứng kia. Rồi video này mình quay tới đây mình xin tạm dừng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Rồi xin chào và hẹn các bạn những video sau. Nếu các bạn tha hãy bấm like đăng ký nha các bạn. Rồi.